truyền đạo cho người khác. Mấy con Covid bé tí làm cái nhân loại đang không lũng loạn hết, không nhìn thấy gì. Nhưng đây tôi đây, Đỗ Xuân Đầm đã nhìn thấy nó. Đỗ Xuân Đầm đã nhìn thấy nó và chiến thắng nó thực sự. Muốn tìm nhà chức trách để nói rõ vấn đề này. Nếu chưa tin, test tôi không bị Covid, cho tôi vào sống với F0, hoàn toàn tôi không cần trang bị bất cứ loại gì, tôi không lây nhiễm. Yeah. Lúc đó tôi đã tôi đi. Yeah. Được chưa? Okay. Anh nghe là thông tin được chưa? Yeah. Nên ghi cả. Nên ghi hình cả, ghi âm cả. Tôi nói chuyện để truyền tải nhé. Mấy vợ đây mang muốn ích nước lợi nhà. Tôi đang cùng các anh. Tôi biết các anh đang ở chính đầu chiến dịch này, nhưng tôi biết anh còn chưa an toàn đâu. Đúng. Đúng rồi, đúng rồi. Các anh ấy vì tôi thấy rồi, nhiều bác sĩ đã dính mà. Nhưng mà thông điệp nhỏ này là muốn cho Covid không dính vào mình, tốt hơn nhất là yêu thương muôn loài không được xác định nhá. Đấy kính anh à. Rồi để đến chuyện là tôi đi về đi. Chưa rồi đấy.